sự được chữa lành khi hòa mình vào thiên nhiên với không khí mát mẻ trong lành và được đi cùng với một nhóm bạn rất là hợp khẩu. Khó khăn lắm tôi mới gom được một nhóm các bạn người Việt ở Bangkok để cùng đi chơi với nhau như vậy. Thật là may mắn khi mọi người đều có cùng một sở thích trekking, cùng chung tín ngưỡng Phật giáo, đi chùa và cúng kính, thích các quán xinh xinh để cùng nhau chụp chè và tự sướng. Giờ thì cùng đi chơi một ngày với tụi mình nhé. Hello, chào mọi người đến với kênh Phá Nguyễn again. Đây, hôm nay tụi tôi sẽ có một trip đi chơi Nakhon Nayo cùng hội người Việt. Hello, các bạn, mình là Sunshine. Sunshine in Bangkok nè. Hello, mình là Chi. Ơi. Sao bạn à, người sống ở Bangkok 16 năm có khác. Đều là ở Thái khá là lâu rồi, chị Nhân là ở 16 năm nè, Trinh là ở 5-6 năm vậy nè, mình là ở cũng 5-6 năm rồi đúng không? Đó, đây là trip đầu tiên tụi mình đi chơi chung với nhau. Rồi, mọi người ở Nakhon Nayo nha. Rồi, có Payanat đứng trước cổng. Đang ở một vùng quê nào đó. Có nhiều cháu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con chó. Đi theo bài đàn luôn á. Nhiều làm đẹp quá ha. Hi YouTube. Và tụi mình đã đến được cái chùa tên là Wat Pa Khonsit. Nên đây là tại vì coi cái review của một diễn viên Thái thì họ nói là rất là linh thiêng. Nên là trên đường đi Nakhon Nayo đi cái khẩu sóng lô mới có ngang qua cho nên mọi người vào đây. Cái chùa này là thờ gọi là thần rắn hả? Em cũng không biết luôn. Nhỏ ní. Ai có nước mía không? Như là chuyên. Uống đi chị. Có nước mía. Chùa này là thờ thần rắn. Cho nên là mọi người cũng bán nhiều cái đồ cúng ở đằng trước chùa. Rất là nhiều ha, để vào đó lại. Đó là những người mà họ cầu xin rồi á, họ thành họ được tội nguyện á thì sẽ họ quay lại đây để cúng. Vậy cái này là sẽ cầu liên quan đến công việc và kinh doanh. Anh này hơi sàm cao 399 bạc. Ok. Cái này là liên quan đến may mắn và công việc. Cái này tiếng nó đốt ra là sẽ hiện số lên. Thường thường người Thái là hiện số lên là người ta sẽ đi mua vé số theo cái số đó. Là niềm tin. Còn ai mua thì mua mùi thôi. Rồi đi. Bao nữa, mấy bao nữa. Căn ngàn. Công việc và tiền bạc đó. Cũng rộng. Người Thái tin là mua vé số theo cái số này.
người ta có là khắc số lên sẵn không ta? Khắc số rồi đốt ra nó hiện lên hay sao á? Mọi người đã cúng kiến xong rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục đi quán cà phê. Quán cà phê ha, ăn uống rồi sau đó đi ra cái khường đó luôn. Cái gì vậy? Khường là cái đập. Cái đập, đi ra cái đập thủy điện. Ở đây đi chùa ra xong thì người ta sẽ mua vé số nha mọi người. Cho nên có nhiều, rất là nhiều chỗ bán vé số ở đây. Mình sẽ coi kiếm một cái số mà hồi nãy nó đốt lên được. Để mua 193 rồi về trúng độc đắc. Tới quán rồi. Quán đang sân vườn rộng lắm nha. Wow. Đúng rồi. Cũng có nhiều hoạt động lắm ấy. Con cái đi tới đi chơi nè, nó rộng lắm luôn á. Dưới quê như là mình đang đi về quê á mọi người. Bây giờ trip đi về quê, quê ở Thái Lan. Mát ha. Mát lắm luôn á. Chill nha. Không xa Bangkok lắm, lái xe chắc tầm 2 tiếng. Okay, như là đang đi tới một nghỉ dưỡng. Mọi người tới cái vô trong nha. Dạ. Góc tự sướng đầu tiên. Wow. Sunshine. Giống như Tà Lạt Nám luôn rồi đó. Giống như chợ nước vậy đó, chợ nổi vậy đó. Rộng quá, đi không hết luôn. Mình, bộ đồ của tụi mình là không hợp rồi đó. Bộ đồ mình là đi tí nữa lại đi cái khường này đẹp nè. Ở đây có nuôi dê nữa. Creator gặp nhau đó. Tranh thủ ấy, đồ ăn đến rồi. Đồ ăn hôm nay của chúng tôi là đồ ăn Thái thập cẩm mà là lần của đất. Khi hai người này đang quay content, người nghĩ là mỗi dĩa nó không có nhiều lắm cho nên gọi ra quá chơi. Ngon việc. Chỉ là mua đồ hơi nhiều. Nó đi được không á, con rồi nó tới thui à. Cái farm lớn nhất, farm nuôi hào lớn nhất. À, lồ đôi anh lỗ. Ôi, phải đi bộ xuống dưới. Dưới kia, đi bộ xuống dưới đó. Đó, xong người ta sẽ chở đi ra tới cái núi, hoặc là cái thác nước hậu trót luôn. Vì đi 7 người cho nên là mình bao chiếc thuyền nhỏ để đi luôn. Rồi đẹp không, đẹp không? Thích chưa? Nhìn xuống thấy nó xa đâm thăm thẳng vậy ta. Thấy cảm như là con đường nó để xuống được cái chỗ dưới đó nó rất là xa luôn đây nè. Ôi ôm ơi. Mình phải đi bộ tú xuống dưới kia đó để đi chiếc thuyền nó. Nó tối mất. Mới có mấy bậc rồi mà. Đẹp nha. Wow. Đây là tụi mình đã mẫu lắm. Về phía này hả? Ok. Chỗ mày coi cửa, chỗ lòng tí. Oh.
Đây mọi người đang leo lên, dừng lại và leo lên trên này. Hôm nay trời mới vừa mưa xong nên hơi trơ một xíu. Đi luôn rồi. Giờ chụp đi mọi người. Ồ sợ quá, đi xuống nó sợ, ngập ở trong đó không lên được. Ai giả bộ là quay MV đi, chạy giữa cánh đồng. Việc giống như đóng phim lạc giữa rừng rồi đó. Hai người. Rồi đứng nhảy múa giữa cánh đồng đúng không? Thấu sơn lộ. Được khách du lịch trở thành người gặp nạn là đi. Rồi đò họ đậu ở cái địa điểm thứ hai mới có tên là Khẩu Sông Lồm, highlight của ngày hôm nay. Mọi người đi toàn là cắm đầu xuống dưới đó. Rồi có thể dịch ra Khẩu Sông Lồm là gì? Núi khe gió hả? Khe gió. Núi khe gió. Còn hồi nãy là Khẩu Bên Lồm. Khẩu Bên Lồm. Núi trúng gió. Chắc vậy luôn. Khe gió nhưng mà chưa thấy miếng gió nữa hết nha. Chặng đường còn xa lắm, khi bộ lên trên nó lận. Đây ngày bạn. Nơi mệt. Đây ngày bạn. Khát nước. Cảm thấy như thế nào chị? Thở không ra hơi. Chỉ có người này là không cảm thấy không mệt lắm nè đó. Mọi người đã kiệt sức leo lên cái bậc thang này. Đây. Tình mà có được cảnh đẹp vậy.